Bất kỳ những dòng sản phẩm nào mà Kỳ Lân mình đang giao lưu đến với tất cả các khách đều là sự tuyển chọn, không hỗn tạp, không tạp nham. Dạ, nhưng mà em vẫn còn do dự là không biết là mình đổi lên mình chế tác hay yêu cầu vậy là không biết là cái túi sách mình nó có đẹp không anh, nên là em không có hình dung được là nó sẽ... Nếu như mà em muốn biết hình dung đẹp hay không á, nó có nhiều cách lắm. Đầu tiên là ví dụ như có những khách là đưa mẫu cho anh làm, hoặc có những khách là yêu cầu là vẽ nó ý tưởng làm, sau đó anh sẽ lên file thiết kế và sẽ gửi file thiết kế đó đến từng vị khách hàng, từng công năng, từng chi tiết, và khi đó khách hàng sẽ hình dung được là như thế nào và có thể góp ý với anh, và anh sẽ tối ưu lại cho một cách tuyệt vời nhất để khách hàng nghiệm thu, sau đó anh mới làm. Còn về chất lượng thì em yên tâm đi, Kỳ Lân mình là đơn vị chuyên về hàng cao cấp và có tiêu chí tiêu chuẩn riêng của Kỳ Lân mình. Bất kỳ những dòng sản phẩm nào mà Kỳ Lân mình đang giao lưu đến với tất cả các khách đều là sự tuyển chọn, không hỗn tạp, không tạp nham, cũng như là không có xô bồ, mà chỉ chọn những sản phẩm cao cấp, nhưng là những sản phẩm tuyển chọn của cao cấp. Từ sản phẩm đó phải được ưa chuộng, và sản phẩm đó mang tính chất độc bản, và những sản phẩm đó phải được sự yêu thích đa số của quý khách, và những sản phẩm đó là những sản phẩm chọn lọc của chọn lọc. Ví dụ như một sản phẩm đó mà của một hãng thương hiệu lớn đi, nhưng mà sản phẩm đó không hot, mà không có mấy ai chuộng hết, thì Kỳ Lân mình cũng không có chọn. Hoặc là một sản phẩm đã qua sử dụng nhưng Kỳ Lân mình chỉ chọn những sản phẩm like new để phục vụ giao lưu đến quý khách, chứ không chọn những sản phẩm mà đã quá đắt. Nói chung là nó không đẹp thì không làm, không đúng tiêu chí. Mà kể cả những sản phẩm, ví dụ như xu hướng bây giờ, xu hướng xã hội là đồng hồ mẫu size nữ làm size lầu chạy, ví dụ như 31 đi, 26, 28 là nhỏ quá, là mình cũng không có làm. Chứ không phải cứ hiệu, cứ thương hiệu là mình mua, mà mình mua thương hiệu sản phẩm cao cấp, nhưng mình phải chọn lựa những sản phẩm hợp lý. Thì Kỳ Lân là đơn vị chuyên về sản phẩm chọn lọc và tuyển chọn cao cấp của cao cấp để mà phục vụ giao lưu đến với tất cả quý khách, phục vụ sở thích và phục vụ cảm xúc tuyệt vời thăng hoa nhất đến với tất cả quý khách hàng của Kỳ Lân. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.